Buổi chiều thứ hai đầu tuần Khang Minh đón hai bác bên Gia Lộc Hải Dương qua cửa hàng và bác ủng hộ một con Crown 3600BZ đời đầu nguồn vàng toàn bộ tụng vương miện và xó vương miện cực đẹp. Bác trai không có nhu cầu quay mặt cho nên là Khang Minh quay bên dưới thôi, mọi người xem thông cảm nhá. Sau đây là Khang Minh sẽ quay sơ qua cái con này của bác trước khi dán tem để bác bê về Gia Lộc Hải Dương. Bác trai mặc áo đỏ và bác trai này là bác lái xe chở bác xuống Khang Minh hôm nay. Bác chủ mua hàng không có nhu cầu quay mặt, còn bác lái xe thì Khang Minh sẽ quay vô tư. Thì các bác quý anh em có nhu cầu mà không muốn hình ảnh của mình quay lên các trang mạng xã hội thì Khang Minh sẽ không quay. Đó là quyền cá nhân của mỗi người rồi. Crown bạt ngàn luôn, toàn những con hàng tuyển chọn đẹp cực kỳ luôn. Đây mặt mũi nè. Rồi anh, bác chuyển tiền thêm, bác mang tiền thiếu, mọi người cùng xem nhá. Sò 8187 vương miện và bên này là 8188. 8187 này, 8188 này. Rồi bây giờ chúng ta ra ngoài lại một chút, sau đó sẽ bác chuyển tiền thêm mấy triệu, bác mang có hơn 20 triệu. Gia Lộc Hải Dương thỉnh thoảng cũng tiếp đón các bác dưới Gia Lộc Hải Dương tới Khang Minh mua sắm ủng hộ những cái sản phẩm âm thanh bị bãi. Năm ngoái tiếp một bác trời mưa đi xe máy từ Gia Lộc Hải Dương xuống Khang Minh mua 2.400, bác Lâm thì phải, bác Lâm 70 tuổi. Và hôm nay là bác trai. Chúng ta nghe một đoạn cái nhạc lính nhá. Nó đánh rất là mạnh. Khang Minh phải cho bớt âm lượng ở dưới đài bác này. Tôi còn thèm ánh sáng kinh đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ, cùng ngàn nụ cười, ánh mắt dài nhằn. Nay trả lại cho người thành phố sau lưng, môi ngọt dịu. Quay Crown là Khang Minh cứ quay sát tận nơi như này này để mọi người cùng xem chiêm ngưỡng nó được rõ nét và cụ thể nhất thì thôi. Quạt này phía sau CT này, Made in USA đó. Ngày hôm qua Khang Minh về gần chục con nữa, tất cả các mô đen không bao giờ thiếu, vài chục con, chưa kể bên ngoài lán nhà Khang Minh cỡ 5-7 con nữa và hai cái chồng kia. Nhưng mà Khang Minh có quay video hàng về khui hàng chưa có đăng, chắc là ngày 1 ngày 2 Khang Minh sẽ đăng video trong buổi chiều hôm qua khui hàng gần chục con Omni Crown của các model 2402, 2400, 3600, 1200 rồi thì 5000, 5002 và những con nguồn xung đời cao iTec 4000, 6000 nhiều vô cùng. Tôi thường đi đó đây buồn đen in dấu dày, lờ thù nó đôi mắt chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo đường xa không ấm gió phương xa. Mây mù che lối cao, rừng sương che lối vào,
lòng dù men mong nương, đêm đêm ngắm đường ngăn bước buồn, áo nhà bên tường linh lĩnh thương quê vì con trai mà cá bỏ. Đi xa đánh trần, gặp ngờ trong cơn lốc, xưng tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu lên bước băng quăng của phan người thân. Vừa màu qua nhỉ. Đấy, lót nó vào cho nó êm. Vâng, cốp này đút được cặp loa nữa. Vâng, về nhanh nhá. Ok anh.